Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là cao su ắc càng A. Cao su ắc càng A của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Vario Sport. Thì cái ắc càng A này của chúng ta, khi mà chúng ta lắp trên xe thì xe thông thường là nó lắp ở trên cái càng A, hai cái càng A phía dưới của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Vario Sport. Thì cái chất liệu này được bằng làm bằng hợp kim này. Cái này là phần cao su này, đây là phần cao su và đây là phần làm bằng hợp kim. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường, anh em chúng ta chạy xe trên đường một thời gian thì nó bị cái này, nó chịu cái càng A, nó chịu toàn bộ cái sức nặng của con xe thì nó bị hỏng mất cái cao su, bị chai, bị hỏng, dẫn đến xe chúng ta đi có hiện tượng kêu cục 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 cục. Đấy, thì khi mà chúng ta bị hỏng thì bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam thì chúng tôi đều có nhập khẩu và phân phối. Như vậy anh em mà nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn. anh em nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của phụ tùng dòng xe Mitsubishi thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.